Thanh Rap xin được gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến tất cả quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện, được phát trên website alobacsi.com, trên fanpage Alo Bác sĩ hỏi bác sĩ trả lời và trên nền tảng YouTube video Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện chủ đề là bệnh gai gót chân được điều trị như thế nào. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu có thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, hiện đang là giảng viên của trường học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Dạ vâng, thưa bác sĩ, chào bác sĩ Linh. Dạ. Dạ thưa bác sĩ Linh, đầu tiên thì xin bác sĩ cho biết là bệnh gai gót chân là bệnh như thế nào và ai là những người có thể dễ bị bệnh gai gót chân này? Cái bệnh gai gót chân á là cái tiếng thông dụng mình hay nói là một cái bệnh gọi là viêm cân gan chân. Dạ. Thì ở trong cái lòng bàn chân của mình á có một cái cân đó là trải dài nguyên cái lòng bàn chân luôn từ phía trước ra phía sau và thường sẽ bám chủ yếu vào phía sau và cái vùng phía sau xương gót. Là cái vùng mà chịu lực nhiều nhất. Thì khi mà chúng ta đi lại á, thì cái bàn chân cử động như vậy á, thì nó sẽ sử dụng cái gân này nhiều. Và như vậy nó sẽ dẫn đến là có thể bị viêm cái cân này. Thì khi tình trạng viêm cái cân này kéo dài á, thì khi mình chụp x-quang lên có cái tình trạng là vôi hóa cái cân đó. Và mình hay gọi đó là gai gót chân. Nhưng mà có nhiều trường hợp bị gai á, mình chụp lên mà không thấy đau gì hết. Mà có nhiều trường hợp đau nhưng mà giai đoạn đầu á, là giai đoạn viêm á, là chưa hình thành cái gai đó thì chúng ta chụp lên chúng ta lại không thấy đó. Thì câu hỏi thứ hai là những trường hợp nào mà dễ bị cái gai gót chân này? Thì giống như hồi nãy mình nói là thứ nhất á, là trong những trường hợp mà đi nhiều, tức là cử động cái cổ chân nhiều, có thể là do đi bộ nhiều hoặc đạp xe đạp nhiều, hoặc là chạy nhảy nhiều, cũng có thể dẫn đến tình trạng là viêm cái cân gan chân và dẫn đến là gai gót chân. Đó là cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai là những người mà họ phải cái chỗ này bị chịu lực nhiều. Thì cái gót chân bị chịu lực nhiều á, thì mình sẽ có hai nhóm. Một đó là do những người mà phải khuân vác nặng hoặc là những người bị béo phì đó. Thứ hai á, là những trường hợp mà chúng ta mang giày. Mang giày mà dẫn đến là cái lực không có phân bổ đều qua bàn chân mà tập trung vào gót chân thì cũng dẫn đến là hình thành cái gai gót chân. Thưa bác sĩ Linh, nhờ bác sĩ Linh có thể chia sẻ rõ hơn đến tất cả quý vị khán giả là nguyên nhân yếu tố nào dẫn đến tình trạng này được không ạ? Có hai cái nhóm yếu tố chính. Những người mà phải sử dụng cái cổ chân nhiều. Ví dụ những các vận động viên chạy bộ, đạp xe đạp, bơi lội, những vận động viên đá bóng chẳng hạn, hoặc là những bạn mà phải đi nhiều. Những bạn mà phải chơi ví dụ như là chạy nhảy nhiều, như những cái môn như là múa ba lê, aerobic thì cũng có thể hay bị. Rồi nhóm thứ hai là những người mà hay mang giày cao gót, mang giày, đặc biệt là mang giày cao gót là các chị phụ nữ dễ mắc phải căn bệnh. Đúng rồi, cái nhóm đó. Rồi những người mà béo phì sau khi có thai, hoặc là những người mà họ phải khuân vác nặng. Đó là những cái yếu tố. Vậy thì bệnh gai gót chân này nó diễn tiến như thế nào ạ? Những cái bệnh gai gót chân này á, diễn tiến á, thì sẽ có hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là viêm. Thì cái giai đoạn viêm á, thường biểu hiện là sẽ đau cái gót chân. Và cái đau gót chân này rất là lạ, tức là lại đau vào buổi sáng sớm. Khi mà mình ngủ dậy á, cái bước đầu tiên mình bước chân xuống giường á, rất là thốn, rất là đau. Nhưng mà mình đi vài bước càng đi á, thì cái tình trạng đau càng giảm. Nó lại ngược lại những cái bệnh khớp khác, đúng không? Những bệnh khớp khác mình càng đi, ví dụ thôi khớp gối đi, mình càng đi thì mình càng đau. Còn cái bệnh gai gót chân hay gọi là viêm cân gan chân á, giai đoạn đầu là viêm gân á, thì mình nằm một hồi không cử động gì hết, đặc biệt là buổi sáng ngủ dậy mình bước xuống là mình đau, nhưng mà càng đi lại càng bớt. Đó là cái đặc điểm mà rất là nổi bật và đặc trưng của cái gai gót chân. Cái giai đoạn sau á là cái giai đoạn mà hết viêm rồi, có thể là hết viêm một cách tự phát hoặc là do điều trị, lúc đó nó hoặc là nó chuyển qua viêm mạn. Thì cái giai đoạn đó là những canxi nó bắt đầu lắng động ở cái gân và lúc đó mình chụp lên mình thấy là cái gai chỗ đó. Vậy thì những triệu chứng, những dấu hiệu nào để phát hiện được bệnh gai gót chân và những triệu chứng dấu hiệu này có thể dễ nhầm lẫn khác với lại những cái bệnh lý về gót chân nào khác hay không ạ? Cái triệu chứng mà đặc hiệu nhất á, là đau gót chân vào cái bước đầu tiên khi mình bước xuống vào buổi sáng và giảm dần sau đó. Cái triệu chứng này khá là đặc hiệu, nó giúp mình phân biệt với những bệnh lý khác ví dụ như là viêm gân asin, hoặc là những trường hợp ví dụ như là thoái hóa khớp cổ chân, hoặc là những trường hợp mà bị viêm nhiễm trùng cái xương gót. Thì những trường hợp đó là mình càng đi càng đau.
mình bị càng đau hoặc là nhiều khi là mình nằm một chỗ cũng đau. Còn cái trường chứ chứ không có phải là mình bước cái chân đầu tiên là mình đau mà sau đó nó giảm dần. Những cái trường hợp kia là mình càng đi lại càng đau. Vậy thì hiện tại có những phương pháp nào để điều trị bệnh lý gai gót chân này thưa bác sĩ? Thì hiện tại đối với gai gót chân á, thì mình sẽ có hai cái nhóm phương pháp chính. Phương pháp thứ nhất là mình sẽ tập vật lý trị liệu. Phương pháp thứ hai á, là mình dùng thuốc. Thì dùng thuốc mình cũng sẽ có hai phương pháp. Phương pháp mình uống thuốc và chích thuốc. Ngoài ra còn có phương pháp thứ ba nữa đó là phẫu thuật. Phẫu thuật người ta cũng hạn chế lắm. Tại vì thực ra phẫu thuật á, là trong trường hợp mà uống thuốc chích thuốc mà không bớt, người ta mới nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật đó thôi. Thì phẫu thuật chủ yếu là họ sẽ mổ ra, ta cắt cái gân đó đi, cắt cái chỗ bị vôi hóa và ta sẽ nối lại. Tuy nhiên nó cũng dễ tái phát cho nên người ta cũng hạn chế lắm. Chủ yếu vẫn là tập vật lý trị liệu, uống thuốc và chích thuốc. Thì cái liệu trình là như thế nào? Thì việc tập vật lý trị liệu là cái phương pháp quan trọng nhất mà trong mọi trường hợp đều phải áp dụng. Việc uống thuốc là áp dụng cho trường hợp chúng ta tập vật lý trị liệu mà không bớt. Và nếu chúng ta uống thuốc, thường là bác sĩ sẽ cho những cái thuốc mà kháng viêm, giảm đau. Và nếu mà không hết thì lúc đó bác sĩ mới chích. Thì nếu mà chích mà không hết nữa thì lúc đó bác sĩ mới xem xét cái vấn đề là phẫu thuật. Vậy thì thường thì một liệu trình điều trị như vậy nó kéo dài trong vòng bao lâu và nó có thể khỏi hoàn toàn được hay không, thưa bác sĩ Linh? Cái liệu trình nó sẽ tùy thuộc vào cái yếu tố mà bệnh nhân có. Ví dụ như những người đó họ bị béo phì, công việc của họ là lúc nào cũng phải chạy nhảy. Thì cái việc điều trị nó khá là khó khăn. Tại vì không thể bắt người ta ngưng công việc được. Hoặc là riêng cái việc mà giảm cân đi cũng là một vấn đề tương đối khó. Thì nếu như mà thông thường á, nếu như mà những yếu tố mà gây ra cái gai gót chân đó chúng ta có thể can thiệp được, thì thông thường chúng ta có thể uống thuốc hoặc là chích thuốc tầm 2 tuần đến 4 tuần là có thể hết. Chỉ những trường hợp mà một á, là để lâu, tức là các bạn để lâu quá vài tháng mới điều trị, nó chuyển qua tình trạng viêm mãn rồi. Hoặc là chúng ta không có thể giải quyết được cái yếu tố dẫn đến tình trạng gai gót chân đó thì có thể bệnh nó có thể kéo dài. Hoặc là chúng ta điều trị hết á, nhưng mà sau này bệnh có thể tái phát lại. Vậy thì bệnh này dễ dàng tái phát lại như vậy thì mình có cái những cái phương pháp nào để phòng ngừa nó không tái phát được hay không ạ? Thì cái phương pháp phòng ngừa có hai phương pháp chính. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ tìm những cái yếu tố dẫn đến cái bệnh gai gót chân. Ví dụ như là béo phì, ví dụ như là đi giày cao gót, hoặc là do công việc chạy nhảy nhiều quá. Thì lúc đó chúng ta sẽ thay đổi những cái vấn đề đó nếu như mà có thể thay đổi được. Cái phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ tập vật lý trị liệu. Thì cái tập vật lý trị liệu này không phải chỉ có tác dụng là điều trị không thôi mà còn tác dụng là ngừa tái phát. Cho nên á, là trong trường hợp mà điều trị hết rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì, có thể là với cường độ thấp hơn để mà chúng ta ngừa tái phát. Tại vì thực ra những cái bài tập vật lý trị liệu rất là đơn giản, chúng ta có thể làm được tại nhà và chỉ mất có khoảng 5 phút thôi. Cho nên là chúng ta vẫn có thể tập tại nhà được để chúng ta ngừa cái tái phát. Thưa bác sĩ Linh, nhiều người thì họ lo ngại là tác dụng phụ khi điều trị bệnh gai gót chân là phải dùng corticoid. Vậy thì nhờ bác sĩ Linh có thể chia sẻ để giúp bệnh nhân chúng ta có thể yên tâm hơn ạ? Thì hồi nãy tôi đã nói là có hai cái phương pháp điều trị nội khoa. Một là cho uống thuốc và hai là tiêm thuốc. Thì đối với trường hợp uống thuốc á, có nhiều bác sĩ cho uống corticoid. Tuy nhiên đối với cái tình trạng viêm cân gan chân hay chúng ta hay gọi là gai gót chân á, thì corticoid đường uống hoàn toàn là không có tác dụng gì hết. Cho nên chúng ta uống vô thì nó không có hiệu quả mà lại có tác dụng phụ nữa. Còn cái trong trường hợp chích á, thì trong trường hợp này bác sĩ có thể chích corticoid ngay tại chỗ. Thì cái corticoid chích á, thì nó thường nó được cấu tạo là dưới dạng tinh thể. Tức là nó nằm tại chỗ đó thôi, nó thấm vô máu rất ít. Cho nên á, nó chỉ có tác động là nó sẽ điều trị cái tình trạng viêm tại cái chỗ gót chân đó thôi, chứ nó thấm vô máu rất ít. Cho nên là cái hiệu quả và tác dụng phụ, cái hiệu quả trong trường hợp mà tiêm á, thì tốt, nhưng mà cái tác dụng phụ đường toàn thân, ví dụ như gây ra những tình trạng tăng huyết áp, tiểu đường hay loãng xương á, khi mà chúng ta tiêm á, thì ít hơn rất nhiều so với trường hợp uống. Tuy nhiên cái việc tiêm á, người ta cũng hạn chế, ta cũng hạn chế là một năm chúng ta chỉ được tiêm tối đa là từ 2 đến 3 lần thôi, chứ không phải là chúng ta tiêm thường xuyên được. Vậy thì trong quá trình sinh hoạt hàng ngày thì bệnh nhân cần lưu ý những gì và cần tránh những động tác nào ạ? Thì trong những sinh hoạt hàng ngày á, thì
chúng ta phải hạn chế việc mang giày cao gót. Tuy nhiên điều này cũng tương đối khó, tại vì nó sẽ liên quan tới công việc. Đôi khi công việc yêu cầu chúng ta phải mang giày cao gót. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ ngược lại, chúng ta sẽ không có mang cái giày mà quá cứng. Đi những cái giày quá cứng thì cũng không tốt. Thứ ba nữa là khi mà chúng ta đi á, thì chúng ta phải hạn chế là không có tiếp đất bằng gót chân. Chúng ta nên lưu ý là tiếp đất bằng phần phía trước của bàn chân. Và thứ tư nữa là khi mà chúng ta đi lên đi xuống cầu thang á, chúng ta phải hạn chế là đừng mang vác quá nặng. Đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta phải đi lại. Dạ thưa bác sĩ, như bác sĩ đã chia sẻ thì cái việc mà mang giày dép cũng ảnh hưởng tác động ít nhiều đến vấn đề gai gót chân này. Vậy thì xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ là những người bị gai gót chân thì mình cần lưu ý gì khi mua giày dép ạ? Khi mà bị gai gót chân, thậm chí là khi mà chúng ta chưa bị gai gót chân đi, thì việc chúng ta lựa chọn những cái đôi giày dép phù hợp là rất quan trọng. Thì thứ nhất á, là giày cao gót chúng ta phải phân biệt rõ là có những trường hợp mà cái giày á, cao cả từ trên phía trước và phía sau luôn. Tức là thực ra cái độ chúng ta phải coi là cái độ chênh lệch giữa phía gót chân và phía mũi chân là bao nhiêu thì chúng ta mới xem xét được. Có những cái giày ta gọi là giày mà đế cao á, tức là cao luôn cả phía trước và phía sau luôn á, thực ra nó không ảnh hưởng nhiều, tại vì nó không có thay đổi cấu trúc bàn chân nhiều. Thì trong những trường hợp những giày đó nó không có ảnh hưởng nhiều và nó cũng không phải là yếu tố chính để gây ra cái gai gót chân. Những trường hợp mà giày cao gót mà cái đế thì cao nhưng mà cái mũi thì thấp đó, thì đó là những cái giày mà nguy hiểm nhất. Cái giày đó không chỉ gây ra cái tình trạng gai gót chân mà nó còn gây ra cái tình trạng khác ở ngón chân cái nữa, nó gây ra vẹo ngón chân cái, cho nên rất là nguy hiểm. Ngược lại, chúng ta khi mà chúng ta mua cái giày thấp gót á, giày đế bằng á, chưa chắc là tốt. Khi mà chúng ta mua cái giày đế bằng chúng ta phải lưu ý, tại vì khi mà giày đế bằng á nó quá mỏng, khi mà chúng ta đi á, những cái sàn cứng á, thì áp lực nó sẽ tạo ra một cái áp lực dội ngược lại lên cái bàn chân và đặc biệt là gót chân, vậy nó cũng gây ra cái tình trạng là viêm cân gan chân. Cho nên khi mà chúng ta mua giày nó phải lưu ý hai vấn đề. Thứ nhất á, là độ chênh lệch chiều cao giữa cái gót và cái mũi không quá nhiều, và thứ hai là cái đế giày tương đối dày một chút và phải mềm nữa cơ. Thì những cái đôi giày mà giày bata là đương nhiên là tốt nhất. Những đôi giày thể thao á thì người ta cấu tạo rồi là tốt nhất. Tuy nhiên những giày đó thì không phải ai cũng đi được. Thì những cái đôi giày khác cũng được, đế giày dày lên tí xíu, ví dụ như đế giày khoảng 3 phân. Tức là giày 3 phân cũng được. Tức là giày 3 phân là từ trước ra sau á nó đều giày 3 phân hết, phía sau có thể giày thêm 5 phân chút cũng được. Như vậy thì nó sẽ êm hơn và nó sẽ không thay đổi cấu trúc của cái bàn chân nhiều. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ Linh. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi bác sĩ Linh chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình cũng như là quý vị khán thính giả xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Linh. Cảm ơn bác sĩ Linh đã nhận lời tham gia chương trình để đem đến những cái thông tin rất là bổ ích cho tất cả quý vị và khán giả. Một lần nữa cũng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào và hẹn gặp lại. Kính chào các bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.